Hello mấy chị em nhà mình nha, thì mấy chị em nhà mình kêu em tư vấn những cái dòng kem bên em thì em sẽ tư vấn cho mấy chị em nhà mình. Cái này là em chỉ tư vấn cho khách của em thôi, khách nhà em hỏi chứ em cũng không có đụng chạm gì tới mấy chị em khác nha. Đó thì em sẽ nói chút xíu về giữa combo dưỡng và là cốt thái. Mấy chị em phân biệt rõ giùm em, combo này là combo dưỡng thể chứ không phải là kem trộn nha mọi người. Phân biệt giùm cho em kem trộn và combo dưỡng thể nó khác nhau hoàn toàn nha. Kem trộn là những cái kem phôi mặt thái mình trộn, còn cái này là dưỡng thể lotion pha lại với nhau. Dưỡng thể lotion là gồm những cái gì? Vaseline nè, vaseline vàng, hồng xanh gì đó, rồi vitamin E Úc, rồi vitamin whitening hàng thái ha. Thì tất cả những dòng này là dòng dưỡng thể, hoặc là những cái dòng dưỡng thể khác thì mình pha đều được hết nha mọi người. Mình pha với hàng công ty gồm Bạch Ngọc Liên và những hàng công ty dưỡng kem Nova nè, rồi One Today vàng, One Today xanh, tất tần tật những dòng kem công ty kết hợp với Abutin ha cả nhà ha. Thì nó gọi là combo dưỡng pha nha mọi người, combo dưỡng pha ha. Thì combo dưỡng pha thì nó pha với Abutin, thì bên em có tất cả những dòng Abutin luôn ha mọi người. Hai cái dòng Abutin chống nắng và Abutin vàng này thì giá nó rẻ hơn, nhưng mà em ít có sử dụng và tư vấn cho khách hai cái dòng này lắm. Đa phần em sử dụng hai cái dòng này, xài nó đậm đặc, nó thơm mà nó ok hơn nha mọi người ha. Đó thì chị em thích cái nào thì mình sử dụng cái đó. Nhưng mà combo dưỡng này sử dụng cho da nào? Da bình thường, da có tông giống như em nha mọi người. Còn da ngăm đen chai lì thì mấy chị em sử dụng không có lên tông nổi đâu cả nhà ơi. Chị em nào mình thích xài thấm không bớt rít thì mấy chị em sử dụng combo này. Đối với những chị em nào không thích xài cốt thái bớt rít, không chịu được thì mới chỉ sử dụng cái này được ha cả nhà ha. Da bình thường, da có tông xài được nha mọi người. Còn những da ngăm đen chai lì thì mấy chị em chịu khó xài cốt thái ủ, cốt thái tẩy, cốt thái pha Bạch Ngọc Liên giùm cho em. Cái này thì nó không xi nhê đâu mọi người ơi ha. Thì cái này là em tư vấn cho chị em nhà mình. Chị em da như thế nào, thích xài như thế nào thì mấy chị cứ inbox qua chị em tư vấn da cho mình, chứ không phải cái nào cũng sử dụng cái này được nha mọi người. Những chị em da ngăm đen chai lì mình xài cái này lên tông không nổi, rồi mình mua về mình xài uổng tiền ha mọi người ha. Chị em nào mà da đen quá, mấy chị cố gắng xài cốt thái tẩy, cốt thái ủ giùm cho em. Chị em nhớ phân biệt kem trộn body cốt thái, còn cái này là dòng dưỡng lotion pha nha mọi người, khác nhau hoàn toàn nha mấy chị em nhà mình nha. Rồi em sẽ ra một cái clip tiếp nữa để tư vấn về kem body cho mấy chị em nhà mình nha. Tư vấn cho cả nhà về cái phần kem cốt thái ha, kem body cốt thái nha cả nhà nha. Nói hồi khô cũng hỏng quá mấy chị ơi, gắng nói lớn cho mấy chị em nhà mình nha. Cốt thái là bên em gồm những dòng gì mấy chị em thường hay hỏi? Thứ nhất là cốt thái tẩy. Cốt thái tẩy và cốt thái Bạch Ngọc Liên là những dòng kem mạnh dành cho da ngăm đen chai lì ha mấy chị em nhà mình ha. Thì đây là cốt thái ủ tẩy, thì hôm em mới pha là nó tôm nước vàng nè mấy chị em. Nó tôm nước vàng nè mấy chị thấy không? Đây ha, mới vài hôm mà nó tôm nước vàng nè. Nữa em sẽ quay cho mấy chị em nhà mình xem ha. Cốt thái tẩy và cốt thái ủ á, với lại cốt thái pha Bạch Ngọc Liên thì dành cho da ngăm đen chai lì. Đó, thì cốt thái tẩy á thì nó sẽ lên tông trắng từ từ, trắng hồng hào cho mình, nó không có bị khô da. Cốt thái ủ ha mọi người. Còn chị em nào mà muốn trắng mạnh, trắng toát, trắng tát á thì mấy chị em sử dụng cái kem Bạch Ngọc Liên ha, cốt thái pha Bạch Ngọc Liên thì nó trắng nhanh, trắng mạnh, trắng toát, trắng nhiều, nhưng mà cái chất nó hơi khô. Đó nên là khi mà pha thì mấy chị em tiết chế pha ẩm nhiều giùm cho em, là hai cái dòng này sử dụng cho da ngăm đen chai lì ha mấy chị em. Một dòng nữa là pha theo da. Chị em có những vấn đề về da giống như là da mụn, da thâm, do mụn để lại, da sạm, da yếu, da gì đó thì mấy chị em tư inbox qua cho em tư vấn, em sẽ pha theo da cho mấy chị em, pha theo yêu cầu của mấy chị. Đó là ba dòng. Rồi một cái dòng thứ tư, một cái dòng thứ tư là cốt thái dưỡng. Cốt thái dưỡng là sao? Mấy chị em xài thì trước tới giờ mấy cái dòng kem tẩy mạnh, những cái dòng kem Bạch Ngọc Liên mấy chị em quá ngán ngẩm đi, da mình đã trắng rồi mà nó bị bào mòn, nó mỏng da, mấy chị em không muốn xài nữa, mấy chị em muốn phục hồi da, mấy chị em muốn giữ tông da thì mấy chị em sử dụng cái combo cốt thái dưỡng cho em, dưỡng để nó giữ tông da cho mình không có bị xuống da, nó phục hồi da cho mình, nó làm cho da mình nó không có còn mỏng nữa ha mấy chị em. Thì mình dưỡng để giữ tông da, đó là combo cốt thái dưỡng bên nhà em ha mọi người. Một cái dòng nữa đó là cái gì cả nhà? Nguyên liệu ha, nguyên liệu cả nhà ha.
mấy chị em không thích em trộn, mấy chị em muốn tự tay mình trộn, mình sợ người ta pha độn nhiều quá hay là cái gì đó, mình muốn tự tay mình pha thì mấy chị em sử dụng nguyên liệu về, mấy chị em mua nguyên liệu về, mấy chị em tự trộn. Đó là bên em có tất cả những dòng, nhưng bên em chỉ chuyên một dòng cốt thái loại một duy nhất. Em không có bán hàng xù 100 gram xù công ty gì hết nha mọi người, không có bán những cái dòng kem phôi mặt hàng công ty nha cả nhà nha. Bên em chuyên cốt thái chuẩn loại một, chị em nào muốn xịn sò chất lượng thì mấy chị em đến nhà em ha, chuyên cốt thái loại một hết cho chị em nhà mình nha cả nhà ha. Đó là những cái dòng bên em ha, chị em nào da như thế nào cứ inbox qua Zalo tư vấn cho cả nhà về cái phần kem cốt thái ha, kem body cốt thái nha cả nhà nha. Nói hồi khô của họng quá bây giờ, gắng nói lớn cho mấy chị em nhà mình nghe. Cốt thái là bên em gồm những dòng gì mấy chị em thường hay hỏi? Thứ nhất là cốt thái tẩy. Cốt thái tẩy và cốt thái bạch ngọc liên là những dòng kem mạnh dành cho da ngâm đen chai lì ha mấy chị em nhà mình ha. Thì đây là cốt thái ủ tẩy, thì hôm em mới pha là nó tôm nước vàng nè mấy chị em. Nó tôm nước vàng nè mấy chị thấy không? Đây ha, mới pha hôm mà nó tôm nước vàng nè. Nữa em sẽ quay cho mấy chị em nhà mình xem ha. Cốt thái tẩy và cốt thái ủ á, với lại cốt thái pha bạch ngọc liên thì dành cho da ngâm đen chai lì. Đó, thì cốt thái tẩy á, thì nó sẽ lên tông trắng từ từ, trắng hồng hào cho mình, nó không có bị khô da. Cốt thái ủ ha mọi người. Còn chị em nào mà muốn trắng mạnh, trắng toát, trắng tát á, thì mấy chị em sử dụng cái kem bạch ngọc liên ha, cốt thái pha bạch ngọc liên thì nó trắng nhanh, trắng mạnh, trắng toát, trắng nhiều, nhưng mà cái chất nó hơi khô. Đó nên là khi mà pha thì mấy chị em tiết chế pha ẩm nhiều dùm cho em, là hai cái dòng này sử dụng cho da ngâm đen chai lì ha mấy chị em. Một dòng nữa là pha theo da. Chị em có những vấn đề về da giống như là da mụn, da thâm, do mụn để lại, da sạm, da yếu, da gì đó, thì mấy chị em tư inbox qua cho em tư vấn, em sẽ pha theo da cho mấy chị em, pha theo yêu cầu của mấy chị. Đó là ba dòng. Rồi một cái dòng thứ tư, một cái dòng thứ tư là cốt thái dưỡng. Cốt thái dưỡng là sao? Mấy chị em xài thì trước tới giờ mấy cái dòng kem tẩy mạnh, những cái dòng kem bạch ngọc liên mấy chị em quá ngán ngẩm đi, da mình đã trắng rồi mà nó bị bào mòn, nó mỏng da, mấy chị em không muốn xài nữa, mấy chị em muốn phục hồi da, mấy chị em muốn giữ tông da, thì mấy chị em sử dụng cái combo cốt thái dưỡng cho em, dưỡng để nó giữ tông da cho mình, không có bị xuống da, nó phục hồi da cho mình, nó làm cho da mình nó không có còn mỏng nữa ha mấy chị em. Thì mình dưỡng để giữ tông da, đó là combo cốt thái dưỡng bên nhà em ha mọi người. Một cái dòng nữa đó là cái gì cả nhà? Nguyên liệu ha, nguyên liệu cả nhà ha. Mấy chị em không thích em trộn, mấy chị em muốn tự tay mình trộn, mình sợ người ta pha độn nhiều quá hay là cái gì đó, mình muốn tự tay mình pha thì mấy chị em sử dụng nguyên liệu về, mấy chị em mua nguyên liệu về, mấy chị em tự trộn. Đó là bên em có tất cả những dòng, nhưng bên em chỉ chuyên một dòng cốt thái loại một duy nhất. Em không có bán hàng xù 100 gram xù công ty gì hết nha mọi người, không có bán những cái dòng kem phôi mặt hàng công ty nha cả nhà nha. Bên em chuyên cốt thái chuẩn loại một, chị em nào muốn xịn sò chất lượng thì mấy chị em đến nhà em ha, chuyên cốt thái loại một hết cho chị em nhà mình nha cả nhà ha. Đó là những cái dòng bên em ha, chị em nào da như thế nào cứ inbox qua Zalo.